các vấn đề đường ruột trên tôm nuôi từ lâu đã trở thành nỗi lo thường trực đối với người nuôi tôm. Bên cạnh các vấn đề về gan tụy thì sức khỏe đường ruột tôm là một chủ đề được nhiều người nuôi tôm quan tâm. Tôm nuôi với hệ tiêu hóa đơn giản, thức ăn được lấy và nghiền nát qua miệng, sau đó qua dạ dày và được gan tiết men tiêu hóa, sau đó đi qua đường ruột. Tại đây các chất dinh dưỡng sẽ được hấp thu qua đường ruột và đi vào máu để xây dựng tế bào cơ thể. Chính sự đơn giản của hệ tiêu hóa này làm cho khả năng tiêu hóa thức ăn của tôm lập tức bị ảnh hưởng khi có sự tổn thương của bất kỳ một bộ phận nào trên hệ tiêu hóa. Khi đường ruột tôm bị tổn thương lập tức tôm giảm hoặc bỏ ăn, khả năng tiêu hóa thức ăn kém, tôm ốc, hao hụt là cơ hội tốt cho các mầm bệnh tấn công. Các triệu chứng về đường ruột tôm bao gồm đường ruột nhỏ, phân đứt khúc, phân lỏng v.v. Tệ hơn nữa là phân trắng. Do đó, việc bảo vệ đường ruột tôm có ý nghĩa sống còn, nó quyết định sự thành bại của ao nuôi tôm. Về nguyên nhân gây các bệnh đường ruột có thể xuất phát từ sự tổn thương trên đường ruột do tôm ăn phải các loại tảo có cấu trúc làm tổn thương đường ruột như tảo giáp, hoặc cũng có thể do ký sinh trùng ruột gây ra. Từ các vết tổn thương này, nhóm vi khuẩn Vibrio sẽ tấn công và chiếm lĩnh đường ruột, làm lấn át hệ vi khuẩn có lợi trong ruột tôm, cũng như làm giảm khả năng hấp thu thức ăn của nhung mao đường ruột tôm. Từ đó làm tôm tiêu hóa kém, dẫn đến phân lỏng, phân đứt đoạn hay tệ hơn là phân trắng. Để khắc phục vấn đề trên, hiện nay có nhiều phương pháp khác nhau, mỗi phương pháp đều có ưu nhược điểm khác nhau và mỗi khu vực, mỗi ao nuôi phù hợp với một phương pháp khác nhau. Trong video này chúng tôi xin giới thiệu với người xem phương pháp sử dụng nấm men Saccharomyces để khắc phục các vấn đề đường ruột trên tôm nuôi nói riêng và động vật thủy sản nói chung. Nấm men. Hiện nay theo các báo cáo khoa học có khoảng 1.000 loại nấm men đã được phát hiện, trong đó có những loại có ích và những loại có hại. Chúng đã được con người phát hiện và sử dụng hàng nghìn năm nay trong nhiều lĩnh vực như làm bánh, làm rượu bia và gần đây nhất là sử dụng trong dược phẩm dùng cho người cũng như cho ngành nuôi trồng thủy sản. Mỗi một loài nấm men có những đặc điểm phù hợp với công dụng mà nó đang được sử dụng. Ví dụ việc sử dụng loài nấm men để làm rượu buộc chúng phải có quá trình lên men rượu. Chủng loại được sử dụng trong sản phẩm nấm men Actirifidyes S200 là Saccharomyces SK2. Chủng này chuyên sử dụng trong ngành thú y thủy sản, đặc biệt là trên tôm, cá, với mật độ nấm men đậm đặc 20 tỷ CFU trong 1 gam sản phẩm và khả năng lên men mạnh mẽ trong thời gian từ 1 đến 2 giờ, đã làm cho sản phẩm nấm men Actirifidyes S200 trở thành loại nấm men có khả năng lên men mạnh mẽ và nhanh nhất hiện nay. Từ đó giúp người nuôi tôm cá tiết kiệm chi phí so với việc sử dụng các sản phẩm khác. Vai trò của chúng là thiết lập sự cân bằng hệ vi khuẩn có lợi trong đường ruột tôm cá, giúp hệ vi khuẩn có lợi phát triển mạnh mẽ, lấn át các loại có hại. Các thí nghiệm mà chúng tôi thực hiện cho thấy khi cho ăn liều nấm men 5g và 7g thì lượng Vibrio lần lượt giảm 10% và 15%, đồng thời lượng nấm men đo được trong đường ruột tăng lần lượt là 14% và 27% so với lô đối chứng. Tương tự lượng men tiêu hóa đạm prote trong gan tụy tôm thẻ sau khi cho ăn liều 5g và 7g cho 1kg thức ăn tăng lần lượt là 13% và 15% so với lô đối chứng. Và lipa, men tiêu hóa chất béo, trong gan tụy tôm thẻ tăng lần lượt là 6,5% và 15,37%. Thực tế sử dụng ở các vùng nuôi tôm đã chứng minh sản phẩm nấm men Actirifidyes S200 cho thấy đường ruột tôm nông to, màu sắc đen sậm, phân tôm dài, suông và không nát, tôm tiêu hóa thức ăn mạnh hơn, nhanh hơn, đặc biệt khắc phục rất tốt các trường hợp phân lỏng, ruột nhỏ, tôm ăn kém, phòng ngừa phân trắng, giảm hệ số FCR giúp người nuôi tiết kiệm chi phí thức ăn. Đặc biệt sử dụng phục hồi đường ruột tôm sau khi điều trị phân trắng rất tốt, giúp tôm phục hồi lượng thức ăn nhanh hơn, sản phẩm có thể kết hợp dùng chung với khoáng chất, vitamin để bổ sung dinh dưỡng trong những trường hợp tôm bị còi cọc, chậm lớn do hấp thu và dinh dưỡng kém. Liều sử dụng, ban đầu cho ăn liều 5-7g, sau 3-5 ngày thấy đường ruột tốt hơn thì có thể giảm liều lại còn 3g. Sản phẩm được khuyến cáo sử dụng trong suốt vụ nuôi, nấm men được khuyến cáo nên ủ trong thời gian từ 30 phút đến 2 giờ sẽ kích hoạt tốt hơn khi trộn vào cho ăn. Quý khách quan tâm cách ủ nấm men xin vui lòng liên hệ trực tiếp để được hướng dẫn chi tiết.
sản phẩm ActiVFit ZS200 hiện nay được nhập khẩu và phân phối độc quyền tại Việt Nam bởi công ty Huỳnh Trâm Aqua Culture. Quý khách hàng có thể liên hệ trực tiếp với công ty bằng số điện thoại ở cuối video để tránh mua nhầm sản phẩm. Quý khách quan tâm xin vui lòng truy cập website huynhtramaquaculture.vn hoặc liên hệ hotline 0908562794 để biết thêm chi tiết.